Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính sau đây. Không khí đón Tết cổ truyền của cộng đồng người Việt tại các quốc gia trên thế giới. Việt Nam tận dụng lợi thế từ khai thác tiềm năng du lịch 4 mùa. Cùng tìm hiểu bí quyết sống vui khỏe tại làng Thượng Thọ. Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán truyền thống của dân tộc, sau khi làm lễ cúng giao thừa, nhiều gia đình người Việt tại Ba Lan lại đến chùa làm lễ Phật cầu an. Mọi người đến chùa nhiều nhất trong các ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, ghi nhận của phóng viên về văn hóa lễ chùa đầu năm từ Ba Lan. Chùa Nhân Hòa ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, ngày mùng 1 Tết. Từ thành phố Út, gia đình anh Đào Quang Thủy đã đến dâng hương lễ Phật để cầu mong cho một năm mới tốt lành. Hôm nay là ngày một Tết đầu năm, đầu xuân Đinh Dậu. Quang là cũng là người xa xứ đến chùa Nhân Hòa, Warsaw, Ba Lan lễ cầu cho một năm mới gia đình an khang thịnh vượng. Buôn bán phát lại tài phát lộc, sức khỏe dồi dào. Những ngày đầu năm mới là dịp người Việt ở Ba Lan đi lễ chùa đông nhất trong năm. Chùa được trang trí nhiều hoa, cây mai, đào và quất, cho thêm không khí Tết giống ở quê nhà. Nhiều cháu nhỏ cũng được bố mẹ cho đi lễ cùng để hiểu hơn về văn hóa tâm linh truyền thống đi lễ chùa đầu năm của dân tộc. Sau khi lễ Phật, mọi người được nhận lộc chùa từ sư thầy rồi cùng nhau trò chuyện chúc mừng năm mới. Những ngày này, chùa đông vui như ngày hội. Mọi người đến chùa như được trở về với quê nhà. Đầu năm thì tất cả mọi gia đình đều cầu bình an và hạnh phúc, sức khỏe. Nên là ở cộng đồng mình có những ngôi chùa là những nơi tâm linh thì đã phục vụ được một phần rất quan trọng những cái mong muốn về tâm linh cho cộng đồng. Khi vào chùa thắp hương cúng Phật, tôi cảm thấy mình được như thể là sống trở lại về với quê hương, nỗi nhớ nhà sẽ được giảm đi rất nhiều. Đi lễ chùa đầu năm, nét văn hóa tâm linh của người Việt vẫn được duy trì ở Ba Lan, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt tại nước Đông Âu này. Mặc cho thời tiết giá lạnh từ nhiều ngày nay, đông đảo bà con người Việt sinh sống tại thủ đô Budapest, Hungary cũng như một số địa phương khác đã đổ về dự lễ hội mừng Xuân Đinh Dậu 2017 diễn ra vào ngày mùng 1 Tết, hoạt động do Hiệp hội Người Việt tại Hungary và Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán cùng nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các hội đoàn người Việt trong cộng đồng. Tại buổi chiêu đãi đối ngoại, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thanh Tuấn đã biểu dương những thành viên trong cộng đồng đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, học tập, hoạt động kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trao bằng khen cho một số học sinh ưu tú. Chương trình mừng năm mới trở nên sôi động với những tiết mục văn nghệ cộng đồng đón xuân cùng những giọng ca, gương mặt xuất sắc trong giới trẻ người Việt tại Hungary. Nhân dịp này, cộng đồng Việt tại Hungary còn ủng hộ hai dự án từ thiện Cơm có thịt và Vì ta cần có nhau do các tình nguyện viên tổ chức. Hơn 3.000 euro đã thu được từ chương trình do thành viên hai nhóm thiện nguyện phát động sẽ được chuyển tận tay cho các dự án hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn ở vùng cao Việt Nam. Trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, có rất nhiều lễ hội được tổ chức trong một năm. Tuy nhiên, những lễ hội mang tính cộng đồng thì không nhiều và thường được tổ chức vào mùa xuân. Hiện nay, do cuộc sống có nhiều biến đổi, hệ thống lễ hội cũng dần thu hẹp cả về không gian và thời gian. Dù không còn phong phú như trước, nhưng một số lễ hội quan trọng vẫn được bà con gìn giữ và tiếp tục bảo lưu trong cộng đồng. Cứ vào ngày đầu năm mới, đồng bào dân tộc Xê Đăng ở xã Ea Đinh, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ mừng cơm mới để đón năm mới theo phong tục truyền thống lâu đời của đồng bào Xê Đăng. Đây là dịp để người dân gửi gắm tâm hồn, ước vọng của mình vào thần linh, mong muốn được ban cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cầu cho các buôn làng đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Theo phong tục của Xê Đăng, lúa mới tức là qua một năm làm việc thu hoạch xong rồi bà con tổ chức một lễ cúng lúa mới.
tức là mục đích tức là để qua một năm làm việc mệt mỏi và ta giao lưu, ta gặp nhau để trao đổi, giải quyết những chuyện băn khoăn trong một năm làm việc. Trên cơ sở đó họ giao lưu, họ giáo dục truyền thống của đồng bào mình. Ngoài lễ mừng cơm mới, trong đời sống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên còn có hàng chục lễ hội khác liên quan đến vòng đời con người, đến cộng đồng, đến thần linh, đến vạn vật xung quanh. Theo quan niệm của người Tây Nguyên thì nguồn nước, bến nước là một trong không gian để trữ nước và nó gắn với yếu tố tâm linh, vì quan niệm rằng trong đó là nơi trú ngụ của ông bà tổ tiên, của đất trời, của thần linh. Và đồng thời qua cái việc thể hiện lễ cúng bến nước không chỉ thể thỏa mãn về tinh thần, về đời sống tinh thần mà còn thể hiện thái độ của con người đối với bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên rừng. Cái lễ hội mà nó càng nguyên bản thì nó càng có giá trị, bởi vì cái đó sản sinh từ cái thực tế cuộc sống. Bởi vì cái thực tế cuộc sống của bà con là làm nương rẫy, rồi là xây dựng cuộc sống trên cái buôn làng, rồi cho cái vùng cao nguyên là nó có cái văn hóa đặc thù riêng. Và chúng ta để làm sao mà họ thực sự là họ thì phải phục dựng cho thật sát. Xưa kia, lễ hội truyền thống thường được đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tổ chức từ 3 đến 5 ngày. Còn hiện nay, lễ hội chỉ diễn ra trong khoảng 1 ngày. Nhưng không vì thế mà mất đi nét truyền thống vốn có. Cùng với cổng chiêng, sử thi, các lễ hội truyền thống là những đặc trưng văn hóa dân gian của đồng bào Tây Nguyên. Dù cho cuộc sống có khác xưa, nhưng những giá trị văn hóa độc đáo đó vẫn mãi mãi trường tồn từ đời này sang đời khác trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. Tết ở quê có cái thú riêng của nó, mỗi vùng lại có những nét không thể trộn lẫn. Ví thử như là những ngày này mà quý vị và các bạn có dịp đến với chợ quê Cầu Ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, thì bà con sẽ được tham gia hội chơi bài chòi, mang bản sắc văn hóa ngày Tết, đem lại nhiều niềm vui cho cả người chơi và du khách. Chơi bài chòi ở vùng quê trong những ngày đầu năm là một hoạt động truyền thống không thể thiếu của người dân ở vùng quê tỉnh Thừa Thiên Huế. Chơi bài chòi cũng như là những cái trò chơi dân gian khác nhằm giúp cho người chơi có được cái niềm vui, may mắn đầu năm. Những người chơi bài ngồi trong các chòi chia thành hai hàng đối nhau. Ở một đầu và giữa hai hàng chòi là chòi hiệu. Người ở chòi hiệu rút các quân bài ống bài ra. Cứ mỗi quân bài lại hát một câu thai để mọi người ở các chòi đoán xem đó là con bài gì. Những câu thai là những lời khôi hài, dí dỏm, tạo không khí vui vẻ cho mọi người ngày Tết. Cho xuống về Cầu Ngói Thanh Toàn, cho em về với một đoàn 9 xe. Quê vẫn có cái hồi bị choa như là cũng gọi không khí với tệ thịt. Thậm chí là năm mô là cũng có cái mở hồi bị choa đi. Hồi bài chòi được đặt ngay chợ, các ba, các chị, các mẹ trên đường đi chợ có thể ghé vào chơi vài ván giải trí vui vẻ đầu xuân. Chơi bài chòi là để thu lấy cái vui vẻ dí dỏm do câu thai, câu hò mang lại, và cũng để thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm dịp đầu xuân. Bài chòi để mà chơi xuân, để nói lên cái sự là ý nghĩa. Bà con gặp nhau trong một cái điều kiện thuận tiện, hoặc là để tạo cho cái không khí nó vui thêm, sắc màu của mùa xuân, và đồng thời cũng xích lại gần gũi nhau hơn. Sau một thời gian quay trở lại Cầu Ngói Thanh Toàn thì em vẫn thấy cái bản sắc, vẫn cái những cái không khí vẫn như ngày xưa, giữ gìn cái bản sắc dân tộc vẫn còn lưu giữ lại. Chơi bài chòi là một nét văn hóa rất đặc trưng của vùng quê miền Trung. Từ những điệu hò, câu thai đã dần phát triển thành một loại hình nghệ thuật dân gian. Tùy theo thổ ngữ, dân ca của mỗi vùng đất, câu thai, điệu hò có sự biến đổi trong chơi bài chòi. Đánh bài chòi là một trò chơi dân gian giải trí đậm chất văn thơ bình dân. Người chơi bài chòi ngày Tết nhằm thử vận may đầu năm và cũng để gửi lời chúc phúc năm mới đến mọi người. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được kéo dài thêm thời gian mở cửa thêm một ngày nữa. Đây là quyết định của lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến thị sát đường hoa vào ngày 30 tháng 1. Theo đó, thay vì kết thúc vào cuối ngày hôm nay, mùng 4 Tết, đường hoa sẽ mở cửa đến 22 giờ tối ngày mùng 1 tháng 2, tức mùng 5 Tết. Đây là điều chưa từng có trong vòng 14 năm tổ chức đường hoa. Quyết định này dựa trên hai yếu tố là chất lượng thiết kế và chất lượng hoa của đường hoa năm nay rất tốt. Việc kéo dài thời gian để người dân có thể thêm thời gian thưởng lãm trước khi lại bắt đầu những chuỗi ngày làm việc trong năm mới. Mùa xuân đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, mùa thu sang Hàn Quốc chụp cùng những cái cây lá và lá vàng, lá đỏ. Vậy đã bao giờ quý vị từng hỏi ngoài hai mùa là mùa khô, là mùa mưa, đi du lịch Việt Nam có gì? Du lịch bốn mùa đó chính là một trong những xu hướng mới của nhiều công ty lữ hành trong một vài năm gần đây để thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đến với Việt Nam.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn xu hướng này trong phóng sự sau đây. Mùa xuân, hoa đào, ông đồ, một không gian mang đậm màu sắc của ngày Tết. Và cả sự đông đúc vào thời điểm giao thừa. Không khí lễ hội không chỉ khiến người dân trong nước háo hức, mà rất nhiều du khách nước ngoài cũng hứng thú với điều này. Ở Hà Lan, chúng tôi tổ chức đón năm mới cùng gia đình, chứ không ra ngoài đường. Ở đây tất cả mọi người đổ ra ngoài, thật ấm áp và tôi rất thích sự đông vui này. Lâu nay, ngành du lịch Việt Nam mới chỉ tập trung khai thác theo nhóm khách. Vì vậy mà du lịch được chia làm hai mùa, là mùa khách quốc tế, thường là mùa đông, và mùa khách nội địa, thường là mùa hè. Trong khi đó, theo chuyên gia, Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác du lịch cả 4 mùa trong năm. Cái việc mà phát triển những cái sản phẩm du lịch theo mùa ấy, nó thể hiện được cái trình độ phát triển cao của du lịch mỗi nước. Chúng ta thì phía Bắc có xuân hạ thu đông, ở phía Nam thì có hai mùa, mùa khô, mùa mưa. Thì những cái lợi thế về mùa ấy cũng hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách. Và dần dần cái khái niệm mùa của du lịch Việt Nam đã gần như biến mất. Tận dụng những lợi thế đó, những năm gần đây, các hãng lữ hành trong nước bắt đầu khai thác các sản phẩm du lịch theo mùa như mùa xuân, mùa lễ hội, tâm linh, mùa thu, mùa của các loài hoa, v.v. Tuy nhiên, để các sản phẩm du lịch bốn mùa hấp dẫn được du khách, đặc biệt là khách quốc tế, còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta có rất nhiều làng nghề, chúng ta có 8.000 lễ hội trong một năm, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta tận dụng những cái gắn kết những cái lễ hội cũng như những làng nghề để mà vào cái quảng bá xúc tiến cho cái du lịch Việt Nam. Chính sách của nhà nước vĩ mô phải sắp xếp lại các cái tour, các lễ hội trong một năm đối với các cái mùa để làm sao cho nó tránh nó đỡ bị lộn xộn. Cái thứ hai là để làm sao cho cái du lịch nó được dàn trải ra cả một năm, nó không bị tập trung vào chỉ một hai mùa trong năm. Đó, thì cái lượng khách quốc tế đến sẽ đều hơn rất nhiều và sẽ gia tăng. Năm 2017, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế. Mặc dù so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc hay Nhật Bản, lượng khách quốc tế đến Việt Nam còn khá khiêm tốn. Nhưng có thể thấy, ngành du lịch Việt Nam cũng đang dần bắt kịp các xu hướng và cách làm du lịch trên thế giới để khai thác hiệu quả những tiềm năng du lịch của đất nước. Những thông tin chính có trong phần sau của bản tin. Thành phố Hồ Chí Minh thiếu 30.000 lao động sau Tết. Hồi sinh dòng tranh dân gian Kim Hoàng. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua khảo sát, gần 1.800 doanh nghiệp tại thành phố có nhu cầu tuyển 20.000 lao động làm ổn định và trên 10.000 lao động thời vụ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trong đó, lao động phổ thông chiếm 37%, sơ cấp nghề, công nhân kỹ thuật lành nghề chiếm 20%, trung cấp chiếm 18%, cao đẳng đại học trên đại học là 27%. Khu vực dịch vụ vẫn tuyển nhân lực nhiều nhất. Theo đánh giá của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, thì mức độ thiếu hụt lao động sau Tết chỉ khoảng 3% và 15% lao động sẽ dịch chuyển chỗ làm sau Tết. Năm 2016 khép lại với rất nhiều thắng lợi đối với ngành tôm của Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu đã vượt mốc 3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8% so với năm 2015. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh bởi năm 2017 là năm đầy triển vọng của ngành tôm Việt Nam với rất nhiều điểm sáng. Một trong những điểm sáng của ngành tôm nước ta là năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy hoạch tập trung về một đầu mối để chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu nuôi, chế biến và xuất khẩu. Từ đó góp phần nâng cao giá trị cũng như xây dựng thương hiệu con tôm Việt Nam. Tại đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ nói trên, Tập đoàn Việt Úc chi nhánh tỉnh Bạc Liêu đang tích cực phối hợp với các chuyên gia hàng đầu về thủy sản trên thế giới để nghiên cứu chuyển giao cho người dân quy trình sản xuất con tôm sạch và chất lượng nhất. Bắt đầu từ con giống nè. Mình chọn con giống tốt nhất, phải xét nghiệm, phải làm sao cho nó đúng theo cái trình tự của nó, và nghiêm cấm không có cho xài những cái loại hóa chất hay là kháng sinh. Sẽ chuyển giao cái công nghệ này cho người dân, bởi vì có người dân có được hưởng thụ từ cái công nghệ tốt này đó, cái công nghệ cao này đó, thì là cái sản lượng nó mới đủ lớn để mà chúng ta tổ chức xuất khẩu.
Đáng mừng là thị trường xuất khẩu của con tôm Việt Nam trong năm 2017 khá thuận lợi, bởi tập đoàn thủy sản Minh Phú, đơn vị có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam với hơn 0,5 tỷ đô la Mỹ đã ra khỏi danh sách áp thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu tôm vào Mỹ, thị trường tiềm năng nhất hiện nay. Nếu như thuận lợi thì Minh Phú có thể gia tăng cái tỷ trọng đó lên, là có thể xuất trên 50% hay 60% tùy theo cái tình hình. Nhưng mà theo mình nghĩ thì năm 2017 là cái năm mà cũng rất là khả quan đối với Minh Phú. Với bức tranh đầy triển vọng như thế, xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ không dừng lại ở con số hơn 3 tỷ đô la Mỹ như hiện nay. Phục vụ cơm miễn phí cho bệnh nhân trong suốt 4 ngày Tết, từ ngày 30 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết âm lịch. Đây là nghĩa cử nhỏ, giản dị nhưng đầy ý nghĩa sẻ chia của Bệnh viện Bạch Mai. Để thực hiện việc làm này, các bác sĩ tại bệnh viện cũng phải có sự chuẩn bị khá công phu để mang đến không khí ấm cúng của ngày Tết đến với các bệnh nhân. Suốt 4 ngày qua, ngày nào không khí chuẩn bị cho các bữa ăn ở Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai cũng nhộn nhịp như thế này. Để có thể mỗi ngày phục vụ trung bình 3 bữa miễn phí cho 800 bệnh nhân, 80 con người bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tôi là để nhận thực phẩm, để sơ chế từ 4 giờ sáng, sơ chế chế biến để ra những cái suất ăn cho người bệnh. Trung bình thì là người bệnh sẽ được ăn một ngày là 3 bữa. Đấy, và tôi có thể là ăn được 4 bữa, 5 bữa hoặc 6 bữa tùy từng tính chất bệnh lý của người bệnh. Trung tâm dinh dưỡng chúng tôi thì là chịu trách nhiệm giám sát về cái chất lượng cái suất ăn bệnh lý cũng như là cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Bữa ăn miễn phí, giản dị nhưng vẫn gửi gắm trong đó hương vị ẩm thực ngày Tết. Đó cũng là nỗ lực và tình cảm của bao người gửi gắm sự cảm thông chia sẻ tới những số phận không may mắn. Tết là sum vầy, đón chờ niềm vui hạnh phúc. Nhưng phải đón Tết trong bệnh viện, không ai tránh khỏi sự buồn tủi. Đấy là chưa kể đến nỗi đau bệnh tật gắn với ống tiêm, dây chuyền. Chính vì thế, mỗi suất cơm chuyển đến từng người bệnh, từng khoa phòng, với các suất ăn phù hợp từ tay những bóng áo trắng quen thuộc, ít nhiều làm họ vơi bớt phần nào nỗi niềm đó để thêm tự tin, chữa khỏi bệnh, về đoàn tụ muộn với gia đình. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là lễ mừng thọ cho các cụ cao niên đã trở thành một nét văn hóa ở mọi miền quê. Bởi người Việt Nam vốn có truyền thống kính trọng người già, nhà nào có bố mẹ sống thọ là nhà đó có phúc, làng nào có nhiều người sống lâu cũng là làng đó có phúc. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi xin mời quý vị tới thăm một làng trung du ở tỉnh Phú Thọ, nơi có nhiều cụ già ở tuổi thượng thọ, để tìm hiểu xem bí quyết sống vui, sống khỏe của các cụ như thế nào. Hôm nay, làng tứ xã liên hoan mừng thọ các cụ như thường lệ mỗi dịp xuân về. Chỉ các cụ từ 90 tuổi trở lên mới được ưu tiên mời đại diện đến dự gặp mặt. Bởi nếu mời các cụ từ 70 tuổi, thì cả làng có tới gần 1.000 người. Ở tứ xã, có chuyện vui là mỗi khi các cụ gặp nhau, lại ao ước giá mà mình chỉ mới 80 tuổi thôi, để còn trẻ hơn nhiều so với tuổi hiện nay của các cụ. Buổi sáng ở 22 khu dân cư và 18 sân, thường xuyên có từ 300 đến 350 các cụ tập thể dục dưỡng sinh. Còn ngoài cái vấn đề tập thể dục dưỡng sinh ra, còn có như vậy là đi xe đạp, đi bộ và đồng thời bóng chuyền hơi. Yêu thể dục, chăm thể thao, người già ở làng tứ xã còn rất yêu thơ. Cháu con, cha mẹ đang học hành, ngày sau giúp nước xứng danh đạo nhà. Dù bận việc đồng áng hay việc nhà đến mấy, các cụ đều sẵn sàng thu xếp để đều đặn sinh hoạt câu lạc bộ thơ, chăm sóc sức khỏe, tinh thần và thể chất cho mình. Nào mình cũng phải là hay văn nghệ thì nó trả chung, rồi thơ ca, múa hát. Đời tôi mặc dù khó nhưng tôi vẫn cứ múa hát và thơ ca. Rèn luyện sức khỏe và sống vui sống khỏe. Tập dưỡng sinh đấy này rèn luyện rồi. Thì tôi nói là ngay từ lúc còn nhỏ tôi đi học thì đã tham gia rèn luyện. Mưa thì tôi tập ở nhà và sáng nào cũng tắm, xin báo cáo ấy. Tôi chỉ có đi xe đạp thôi. Xe đạp thì phải rồi vô địch. Cái làng này thì mỗi ngày cứ bình quân mà khoảng độ 20 cây. Ngày nào cũng đạp ạ? Ngày nào cũng tập, ngày nào cũng đi. Hầu như người già ở làng tứ xã không phải sống xa con cháu. Nhà nào không làm ruộng thì làm mộc hoặc nuôi rắn.
đời sống bà con khấm khá, nên người trẻ không phải bỏ làng mà đi làm ăn xa. Và có lẽ những câu chuyện sum vầy sớm tối dưới những nếp nhà ấm êm cũng là bí quyết sống thọ của các cụ ông, cụ bà ở làng quê vùng Trung Du này. Tranh Kim Hoàng là một thể loại vẽ tranh khắc gỗ của Việt Nam có nguồn gốc từ làng Kim Hoàng, huyện Hoài Đức. Trong quá khứ, cùng với tranh Đông Hồ và hàng trống, tranh Kim Hoàng được sử dụng phổ biến trong những ngày Tết cổ truyền. Mặc dù truyền thống này đã bị mai một từ giữa thế kỷ 20, nhưng giờ đây, những bức tranh dân gian Kim Hoàng đang được đứng trước cơ hội được hồi sinh. Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta hãy cùng ghé thăm làng Kim Hoàng để tìm hiểu thêm về dòng tranh vàng bóng một thời này. Phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 19, tranh Kim Hoàng đã từng là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng vào năm 1915, một cơn lũ lớn đã cuốn trôi những mộc bản tranh Kim Hoàng, khiến cho dòng tranh này dần bị mai một và rơi vào quên lãng. Chần chừ với sự biến mất của một dòng tranh từng rất đông đúc, trù phú, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa cùng các đồng nghiệp đã dày công nghiên cứu và đạt được những thành công nhất định trong việc phục hồi tranh Kim Hoàng. Cái dòng tranh này là kết thúc từ năm 1947 là không còn xuất hiện trên thị trường nữa. Mà từ năm 1947 đến bây giờ là khoảng 70 năm rồi. Bởi vì ở trong làng chỉ có 5 cụ trên 90 tuổi. Một cụ thì khoảng 70 tuổi thì là còn đi bán tranh từ ngày bé. Cho nên là cái việc mà tìm hiểu để mà có những cái dữ kiện để mà phục dựng lại cái dòng tranh là cực kỳ là khó. Phục hồi lại dòng tranh đã làm rạng danh quê hương cũng chính là mong muốn của người dân Kim Hoàng. Anh Đào Đình Trung hiện là người làng duy nhất có thể vẽ lại những tác phẩm tưởng chừng đã thất truyền này. Quá trình thì thật sự là mới khôi phục lại thì là cái những cái tranh của mình làm thì nó cũng rất là phải vất vả, thì là qua những cái ngày tháng thì là làm lại để cho những một bức tranh đẹp và những đường nét của mình đi làm lên những bức tranh để mọi người nhìn vào để cảm thấy nó hút hồn hơn và nó nhìn sôi động. Tranh gà là một chủ đề đặc biệt của dòng tranh dân gian Kim Hoàng, và khác với các tác phẩm vẽ gà khác như của tranh Đông Hồ chỉ dùng để trang trí, thì dòng tranh gà này còn có thể được dùng để làm tranh thờ cúng trong các dịp lễ đặc biệt như là ngày Tết. Tranh Kim Hoàng nổi bật bởi được in và vẽ trên nền giấy đỏ, bởi vậy mà tranh còn được gọi là tranh đỏ. Để chào mừng năm mới Đinh Dậu, nhà sưu tập Thu Hòa và các đồng nghiệp của mình đã cùng nhau tạo nên một phiên bản đặc biệt của tranh gà với chất liệu từ vàng và bạc. Giống như là con gà khi mà canh 1, canh 2 nó đã gáy rồi là nó đã xua tan màn đêm để gọi bình minh tới để mang đến vui vẻ. Và khi mà con gà được in trên cái nền đỏ của tranh Kim Hoàng thì lại là cũng là cái màu của Tết. Trong dịp Tết Đinh Dậu, tranh Kim Hoàng sẽ được trưng bày tại Hoàng Thành Thăng Long, khu phố cổ và phố Ông Đồ Văn Miếu Quốc Tử Giám, mang đến cho người dân một không gian để thưởng xuân với tranh dân gian truyền thống. Sau đây là những thông tin về thời tiết trong và ngoài nước. Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.